Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Ngày cưới chẳng những là giây phút trọng đại của cô dâu chú rể mà còn là sự mong đợi của bà con họ hàng. Thế nhưng, sự việc kinh hoàng xảy ra đã biến ngày vui trở thành thảm kịch. Vụ nổ mìn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi. Vậy, ai là thủ phạm gây ra sự việc kinh hoàng trên? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đã được một thời gian khá lâu kể từ khi xảy ra sự việc, dù biết Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã bắt tạm giữ 7 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra, nhưng vợ chồng ông Mạch Quang Hạnh, bà Đỗ Thị Thành, gia đình nạn nhân vụ nổ mìn kinh hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Ông Hạnh kể, tối 24 tháng 12, vợ chồng ông tổ chức lễ hỏi cho cô con gái thứ ba, nên có gần 100 người của hai gia đình nội ngoại và bà con lối xóm thân tình đến tham dự. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lúc lễ hỏi kết thúc, nhiều người bước ra cổng để về thì xảy ra chuyện. Một nhóm khoảng 30 thanh niên đi trên nhiều xe máy đột nhiên áp sát cổng nhà tôi. Chúng dựng xe ngoài cổng rồi cầm dao, mã tấu nhắm thẳng nhóm người vừa bước ra để chém túi bụi. Bị chém bất ngờ, nhiều người bỏ chạy vào phía trong nhà thì nhóm côn đồ tiếp tục ném nhiều quả mìn nhằm truy sát. Những tiếng nổ chát chúa vang lên xé toang màn đêm, một cảnh tượng nhốn nháo dẫm đập lên nhau bỏ chạy thoát thân thật kinh hoàng. Ông Hạnh kể, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Đỗ Thị Thành, vợ ông Hạnh cho biết, trong lúc bỏ chạy, anh Phạm Văn Quyết, 22 tuổi, ngụ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, đã bị nhóm côn đồ dùng dao chém một nhát trúng vào trán, máu văng tung tóe. Anh Hoàng Sơn, 23 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, mới leo lên xe máy định bỏ chạy, cũng bị nhóm côn đồ truy sát, chém bị thương nặng ở cánh tay. Hai người khác là anh Nguyễn Văn Hữu, 23 tuổi, và ông Mạch Quang Hùng, em ruột của ông Mạch Quang Hạnh, cùng trú ở phường Quỳnh Phương, bị sức ép của mình gây thương tích nhẹ, ù tai, ngất tại chỗ. Bốn nạn nhân này sau đó được người dân địa phương đưa lên trạm y tế cấp cứu. Hiện sức khỏe của họ đã qua lúc nguy kịch, đang dần bình phục. Sau khi gây án, nhóm côn đồ la hét và leo lên xe máy và một ô tô đợi sẵn ở bên ngoài rời khỏi hiện trường. Theo vợ chồng ông Mạch Quang Hạnh và bà Đỗ Thị Thành, nguyên nhân của vụ ném mìn chém người dã man là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Cách đây gần một tháng, trong một vụ ẩu đả nhau giữa hai nhóm thanh niên, thằng con trai thứ của vợ chồng tôi là Mạch Quang Nghị đã bị nhóm côn đồ chém một nhát vào đầu, phải khâu 9 mũi và một nhát vào cánh tay, nay bị tàn tật. Theo tôi đoán có thể do mâu thuẫn cá nhân từ vụ thanh toán lần trước chưa xong, nên lần này nhóm côn đồ tiếp tục ra tay tàn sát. Ông Hạnh cho biết, liên quan đến vụ việc trao đổi với phóng viên, ông Trần Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, ngay trong tối 24 tháng 12, cơ quan này đã phối hợp với Công an phường Quỳnh Phương truy bắt được 3 nghi phạm gây án và ngày 25 tháng 12 tiếp tục truy bắt thêm 4 nghi phạm khác. Tiếp theo là sự việc đại gia trúng số 4 tỷ thành kiếp phụ hồ. Chi tiết câu chuyện ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những người nông dân chân chất sống trong cảnh nghèo khổ, bỗng chốc được hưởng lộc trời, một phút đổi đời khi ẵm cả tỷ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiền, họ ăn tiêu xả láng, từ đại gia chân đất lại quay về với kiếp phận nghèo. Và trong những nhân vật trúng vé số tiền tỷ ấy, phóng viên đã gặp và chứng kiến thảm cảnh của những đại gia rơi vào bi kịch. Phong à, có phải Phong đại gia ở cái làng sông nước Hòa Nghĩa này không? Nhắc đến nó, cả khu vực này ai chả biết. Trước nó giàu lắm, tiêu tiền như rác, suốt ngày lượn lờ trên cái xe SH bóng nhoáng, là cả quán xá, nhậu nhẹt thâu đêm. Có khi nó ném cả vài trăm triệu đồng chỉ sau một đêm tham gia bên chiếu bạc. Giờ nhà nó đó, trong con hẻm sâu hút tầm mắt, vợ con đang đói nhách nheo thôi, suốt ngày phải làm thuê kiếm sống qua ngày. Bà chủ quán nước nơi con đường lộ dẫn vào nhà Hồ Văn Phong, 41 tuổi, phát thảo qua về đại gia xổ số một thời ở miệt vườn. Con đường dẫn vào nhà Phong đại gia ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, u ám như chính số phận của con người này. Băng qua những chiếc cầu tạm gập ghềnh, những trục đường đất nham nhở hở toát, nhầy nhụa sau cơn mưa chiều, khiến phóng viên ái ngại. Và nếu như không có sự chỉ đường tận tình, thì có lẽ trong mường tượng của mình, phóng viên cũng không thể hình dung nổi. Chàng trai một thời được tôn xưng đại gia ở cái ấp nghèo Hòa Nghĩa lại sống trong chỗ heo hút đến vậy. Bánh xe trầy trật dừng trước cổng sắt bóng loáng, nhà Phong hiện lên giữa màn đêm u tịch nơi miệt vườn. Không ánh điện, ngôi nhà lờ mờ leo lét chạy dài sâu hun hút so với cánh cổng.
Thoạt nhìn kẻ yếu bóng vía sẽ phải giật mình. Cố bấm còi, gọi cửa, pha đèn xe máy dọi vào. Mãi một lúc phóng viên mới thấy người phụ nữ trẻ, tay bồng bế đứa con giặt dẹo đi từ phía trong nhà ra. Thấy khách, khác với vẻ nhiệt tình của người dân, chỉ nhìn qua cánh cửa sắt, giọng với. Chú tìm ai? Liếc vào phía trong ngôi nhà nằm kéo dài trên diện tích hơn 1.000m2, đập vào mắt phóng viên là chiếc bể bơi nhìn rất hoành tráng, được chủ nhân cất công xây dựng ngay phía trước hiên. Ngoài ra, trong nhà tài sản chẳng có thứ gì gọi là đáng giá trị. Mà có lẽ đồ đắt tiền nhất tôi chỉ thấy là chiếc xe máy rim cũ rích, bông tróc sơn, không cài yếm đặt ở góc sân. Phong đại gia nhìn anh phóng viên chẳng mấy thiện cảm, hất hàm hỏi. Chú lại tìm hiểu vụ vé số hả? Chuyện đó qua lâu rồi, có gì đâu để nói. Giờ tôi vẫn còn chơi vé số nè, chiều nay mới mua chục tờ xong. Thời oanh liệt với Phong là cả một chặng đường dài sống trong sự vương giả. Những ký ức của gã trai lực điền là cả một trang dài trong cuộc đời. Mới chỉ cách đây 6 năm thôi, cả làng quê ở huyện Cai Lậy Tiền Giang bỗng xôn xao, bàn tán hết lời khi thấy Phong đột nhiên trúng loạt 36 tờ vé số. Câu chuyện ầm ĩ này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và Phong, chàng trai lúc ấy mới tròn 34 tuổi, nghiễm nhiên được tôn làm đại gia khi sở hữu mấy tỷ đồng lộc trời. Trong 6 năm trước, khi có tiền, sống ở tầm cao hơn, Phong sẵn sàng bỏ cả 100 triệu đồng về thành phố Mỹ Tho, sắm ngay chiếc SH độc hợp, về chạy lượn lờ khắp làng trên xóm dưới cho dân làng choáng. Hàng ngày, Phong lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, cứ vẻn mặt lên ngồi trong quán, đợi mấy người đi bán vé số dạo đến mời chào là vung đống tiền ra mua cả sấp. Số vé số ấy, Phong thừa nhận chẳng thể nhớ nổi mình đã đốt hết bao nhiêu tiền, mà chỉ mường tượng ra cảnh. Cứ đến giờ có kết quả là lôi ra ngồi dò cả mấy tiếng đồng hồ để tìm vận may. Nếu không trúng vé nào thì hôm đấy coi như xui, và Phong lôi đám bạn cùng quê tìm đến quán nhậu. Thời oanh liệt ấy, Phong hay tìm đến vũ trường để cho túi tiền bớt căng. Phóng viên hỏi, thế sao nhiều tiền không sắm chiếc ô tô xịn đi chơi vui? Phong buông lời, gì chứ ô tô đơn giản thôi mà ở đây đường nhỏ, ô tô không vào được, có tiền là phải ăn chơi cho khỏi phí tuổi xuân. Dù sao tiền đó đâu phải mình tự làm ra, của trời cho mà chú. Có tiền, Phong đại gia bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Người phụ nữ hiện tại đang sinh sống với anh ta, thua chồng gần 20 tuổi. Những tưởng có vợ, Phong sẽ chắt bóp chi tiêu, giao tiền vợ quản lý. Ngờ đâu bản tính ham chơi vẫn hiện hữu, anh ta vẫn kiểm soát, giữ tiền ăn chơi như thói quen cũ. Vì thế, mới có giai thoại về Phong ở đây được người dân ví von bằng câu nói khá hớm hỉnh. Phong đại gia, may mà nhà chưa mất. Hỏi một vài người vì sao có câu nói ấy, chúng tôi được biết. Lúc nhiều tiền, có đêm nó đánh bài mất cả tiền tỷ mà đâu có sót. Tiền nhậu, tiền mua vé số, tiền ăn chơi, có ngày phải lên đến vài chục triệu đồng. Dù có làm tiền tấn cũng hết, huống chi mấy tỷ. May mà nó còn khôn, cất được cái nhà tá túc, nếu không thì giờ nó chắc phải vật vã đâu đó quá. Chuyện ăn chơi của Phong đại gia ở làng quê Hòa Nghĩa ai cũng tường tận và nuối tiếc thở dài. Bởi khi đã có tiền tỷ, Phong chẳng màng tới chuyện giữ vốn liếng làm ăn, mà suốt ngày chỉ tham gia bù khú với đám bạn nhậu và tìm vận may qua những tờ vé số đầy may rủi. Vậy nhưng, dù có nướng cả đống tiền vào đó, các con số may mắn vẫn lẩn tránh. Chỉ trong thời gian gần 2 năm, từ một đại gia, Phong bỗng chốc trở về với cuộc sống bần hàn. Trong lúc nói chuyện, phóng viên nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc nhưng vẫn toát lên vẻ thèm khát những ngày tháng trở lại cuộc sống vương giả của Phong. Anh ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng pha vài câu chuyện cười. Giờ ngày nào tôi cũng mua vé số hết trơn. Cứ có tiền là mua. Ngay như chiều nay nè, đi làm về tôi cũng mua luôn 7 tờ. Có khi mai lên ẩm giải mấy tỷ cũng nên. Để chứng minh là mình vẫn còn gặp hên, anh dẫn chứng thêm mấy bận đều trúng vé số. Nhưng chỉ lẻ tẻ thôi, mày mốt mới phát tài được. Chẳng hiểu là vận may có tiếp tục mỉm cười một lần nữa với người đàn ông giờ đã qua ngưỡng tuổi 40 hay không, nhưng cuộc sống hiện tại của đại gia này thật ảm đạm. Hai đứa con nhỏ, hết ốm lại đau, tiền thuốc thang, bệnh viện khắp nơi. Mỗi lần như thế, anh lại chạy chật vật xoay tiền, toát mồ hôi hột. Không còn cảnh vung tiền như thuở nào, mà thay vào đó, người dân thấy Phong liên tục thay đời, từ chiếc xe SH xuống xe máy cà tàng. Hằng ngày trời chưa tan sương, dân làng đã thấy Phong chạy chiếc xe cũ kỹ lên thị trấn làm thuê, làm phụ hộ kiếm tiền. Mỗi ngày anh ta kiếm được chút đỉnh, tích góp một tháng cũng thu thập khoảng 3 triệu đồng. Đấy là Phong tính thế, chứ thực ra số tiền mà anh mang về nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Bởi như lời anh nói, cứ sau mỗi lần đi làm về, ít nhất mình cũng phải đút túi vài tờ vé số để dò. Ngồi khép nép nơi bậc thềm, vợ Phong còn rất trẻ, tay liên tục bận rộn với đứa con nhỏ miệng ý éo khóc, chẳng bận tâm đến những lời nói của chồng. Thỉnh thoảng, khi thấy chồng nhắc đến vé số, nhắc đến tiền tỷ, thì mặt chị lại ỉu xuống, nhìn đầy đăm chiêu. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!